Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Việt Nam đã chủ động đề xuất thay đổi phương thức triển khai các hoạt động áp dụng công nghệ thông tin họp trực tuyến, hội chợ trực tuyến, đào tạo trực tuyến, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại dịch vụ đầu tư qua biên giới giữa Việt Nam với các nước Campuchia, Lào, Myanmar. Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 19 đã được tổ chức trực tuyến trong khuôn khổ chuỗi các hội nghị thuộc kênh hợp tác kinh tế ASEAN 2020. Hội nghị nhằm rà soát tình hình triển khai các hoạt động trong kế hoạch CLMV 2019-2020, xây dựng kế hoạch hành động 2021-2022, thảo luận các bước tiếp theo để văn kiện khung khổ phát triển CLMV sớm được thông qua, cập nhật tình hình triển khai sáng kiến hội nhập ASEAN EAI, v.v. Trưởng COM các nước CLMV cũng đã trao đổi và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 12, dự kiến thực hiện theo hình thức trực tuyến vào tháng 8 năm 2020.